Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục sinh tồn trong thế giới tận thế zombie ha. Bữa nay đêm trăng máu mà còn thêm cơn mưa to đùng nữa. Hên là mình cũng có nhà để ở ha. Ai như mấy con zombie ngoài kia, vừa không có nhà mà còn bị sentry bắn nữa. Cây tư nhờ. Trời ơi, kìa zombie nó đã gì đâu á. Nhưng mà nói gì thì nói thì ở dưới cái chỗ căn cứ của mình á, mình vẫn không có khắc phục được cái trường hợp mà zombie nó xuất hiện nha. Cay thiệt. Khổ thân mình. Thành thử ra bây giờ mình sẽ lắp thêm sentry á. Và các bạn có thắc mắc là mấy anh người sắt ở trong đây đâu rồi đúng không? Mấy anh đi rồi. Đi xa lắm rồi, đi qua một thế giới khác luôn rồi. Mình không có lường trước từng tình huống đó luôn á. Nên bây giờ chúng ta cùng nhau lắp những cái sentry vô đây ha. Đây, lắp thật là nhiều vô cái chỗ ở của những cái bác dân làng nè. Khu vực này đã an toàn hơn rồi đó nha. Rồi chỗ bác dân làng mình đầu tư hẳn 3 cái luôn. 1 2 3. Bác cứ yên tâm ngọn trỏng. Con nào lén khén lại là có sentry nó bắn rồi. Cứ yên tâm ở đó nha. Rồi trong ngày hôm nay thì mình sẽ làm luôn cái nón của cái set đồ exoskeleton á. Tại vì từ đầu tới giờ mình chỉ mới làm được cái áo, cái quần cũng như cái ủng á. Và các bạn cũng có thể thấy đây là một set đồ khá là đẹp đó. Nhìn đơn giản nhưng mà vừa mạnh mà vừa đẹp ha. Nên hôm nay mình sẽ làm luôn cái bộ phận cuối cùng của set đồ exoskeleton thôi. Nó sẽ là đâu rồi, đây. Nó ngay đây nè. Xong phim, có rồi. Mình đã có được cái nón này ha. Khi mà đổi cái nón vô cái giá cho đồ coi. Đấy. Ui, cái nón nhìn đẹp vậy. Đổi thử coi. Ui, nhưng mà đổi lên đầu mình thì không đẹp lắm. Nó bị lỗi hình ảnh mất rồi. Nhưng mà xét về độ ngầu thì không bằng cái nón của mình hiện tại ha. Nón hiện tại của mình có mắt kiến luôn á. Thôi, mình sẽ treo tạm nó lên đây để cho full một cái set đồ ha. Nhìn cho nó đẹp. Rồi, và set đồ của mình thì mình cởi ra luôn. Cởi ra luôn. Đó, cởi ra hết. Chéo lên. Đấy, set đồ 4 muối mặc cũng được mấy bữa. Rồi, và lý do tại sao mình cởi ra? Tại vì hôm nay mình sẽ nâng cấp thêm giáp nữa. Mỗi ngày một bộ giáp mới nhìn cho nó chất ha. Bộ giáp hôm nay thì... Ủa sao đi chậm thế? Bây giờ cởi giáp ra đi chậm không quen ấy. Bộ giáp hôm nay mình làm nó sẽ khá là nổi bật nha, nó sẽ có màu cam. Rất là nổi luôn. Và cái set đồ này được gọi là HEV ha, set đồ HEV. Mình diễn súp cái tên đó luôn á. Và nó sẽ bao gồm những nguyên vật liệu, đó chính là titanium, cái này thì hôm qua chúng ta đã cất công làm ra rồi nè. Thứ hai là carbon black cũng có luôn. Và những cái chip thôi. Và một ít cái thủy tinh cho cái nón. Hết rồi. Ồ, quá là rẻ luôn á. Đây, mình sẽ lấy tấm thủy tinh ra. Rồi, lấy bản mạch. 1, 2, 3, 4. Carbon. Cũng như là titanium. Đây. Xong phim. Giờ thì lần lượt chế tạo nào. Nón trước ha. Đẩy. Chuẩn bị có giáp mới mặc rồi. Cái áo nè. Quần. Và cuối cùng là cái ổn. HEV. Xong phim. Trải qua bao nhiêu khó khăn thì bây giờ thích set nào là làm set đó thôi. Mặc lên luôn nha. Đầu tiên là cái nón trước. Wow. Cái set đồ cũ của mình á thì ít ra còn thấy được cái miệng đúng không? Cái này trùm một phát một kính từ đầu tới miệng luôn. Ngầu thiệt. Rồi bụng ơi, coi bụng mấy muối đây. Ồ, cái này không thấy muối luôn. không sao nhưng mà nhìn khá là ngầu á cái quần. Đó, và cái ổn nữa. Xong. Dữ dằn thiệt. Quá là đã luôn á. Cái bộ giáp này nhìn như người máy ấy. Và nếu so sánh thì các bạn thích bộ giáp bên trái hay là bên phải hơn? Mình thì chắc mình thích bộ giáp cũ hơn á, tại vì nó có 4 muối. Còn bộ giáp này thì được cái là nó kín từ đầu tới chân luôn á. Ngoài ra thì cái này nó còn cho mình giảm 50% sát thương khi rơi nè. Tăng tốc độ đào nè.
tốc độ đào dưới nước cũng tăng thêm 25% nè. Kháng đẩy lùi các thứ nè. Hỗ trợ mình đi trên mấy block này các thứ. Đó, ví dụ mình lên cái này mình không cần nhảy đâu. Mình đi là mình lên thôi. Hỗ trợ mình di chuyển cho nó mượt mà hơn á. Khá là hay ha. Rồi giờ thì mình sẽ enchant để cho nó tốt hơn nữa. Vẫn như thường lệ thôi. Nón thì mình sẽ cho nó cái gì ta. Cái dòng Aqua Infinity cũng khá là tốt nè. Respiration ép luôn. Nón xịn. Ổn là sẽ cho thêm giảm sát thương khi rơi ha. Sải bước dưới nước luôn. Tăng tốc nữa. Úi dồi ôi. Ép sơ sơ thôi là set đồ này đã rất là tốt rồi ha. Rồi, và cuối cùng là cái quần thôi. Xong. Enchant tốn 20+ cấp nhưng mà đánh đổi lại thì mình sẽ có một set đồ cực kỳ tốt ha. Giờ thì nó đã giống như set đồ cũ rồi, có thể chạy nhanh rồi ha. Tăng tốc các thứ đồ. Khá là êm, khá là êm. Nhưng mà hổm rài á thì mình rất là ít khi lái máy bay luôn á, thật. Chế tạo máy bay nhưng mà ít lái lắm. Nhưng mà bây giờ mình đã quen được sơ sơ rồi. Để bây giờ mình biểu diễn lại nha. Các bạn không hiểu cái nỗi khổ của mình khi mà tập luyện lái máy bay này đâu. Cực kỳ khó lái luôn. Mỗi ngày thì mình đều dành một chút ra lái nhưng mà Nó vẫn chưa thuần phục lắm á. Đây, giờ thì mình sẽ bắt đầu cất cánh nè. Đó. Bước cất cánh thì mình đã quen rồi ha. Giờ thì bước khó tiếp theo á là mình đáp thôi. Quen quen dần dần rồi đó. Và hôm nay không phải đơn thuần mà mình bay gì đâu. Mình sẽ đặt ra một cái thử thách nhỏ nhỏ cho mình ha. Đó chính là lái máy bay tìm biệt thự trong rừng. Nghe có vẻ ui ui ui. Trời ơi. Vừa lái máy bay vừa bốc phét. Cắm đầu xuống ngang luôn. Sợ thiệt. Rồi đặt máy bay xuống. Không sao, không sao. Hôm nay thì mình sẽ làm thử thách là tìm biệt thự trong rừng. Mà lái máy bay đi tìm luôn nha, cho nó chiến. Mình sau một số thông tin nghiệp vụ thì mình cũng biết được tọa độ của cái biệt thự trong rừng. Nó nằm ở khoảng -3500 ở tọa độ X và -7001 ở tọa độ Z ha. Bật lên coi. -3500. -3500 là mình sẽ đi về hướng hướng bên này. Ok. Đúng không ta? À, vậy là mình sẽ đi xéo về hướng bên này nè ha. Là tới được tọa độ của cái biệt thự trong rừng á. Ok, xác định được phương hướng rồi. Giờ thì ê, mở bát bằng cách tiêu diệt con Kraken này trước đi nha. Có nên không? Hôm qua mình mới làm thịt hai con Kraken khổng lồ đó. Hôm nay cho nó sống bữa đi. Giờ lo lái máy bay đi nè. Rồi cất cánh lên đường nào. Lúc trước thì cất cánh thì mất cỡ 1-2 phút ha. Còn bây giờ thì quen dần rồi. Cất cánh nó cũng không quá lâu đâu. 5 minutes later. Ok. Ê ê ê. Hình như mình sắp tới vùng Savannah hay sao rồi. Ồ oh. Tới một vùng đất mới rồi nè. Wow. Được vậy ta. Để mình coi coi có công trình gì không nha. Cho một xíu mình đáp xuống. Ví dụ một hồi mình đáp xuống không được, mình nhảy khỏi trực thăng có sao không ta. Ô có làng. Wow. Ghé làng. Đáp trên nóc nhà bác hơi gan luôn. Đáp xuống. Tiếp đất. Ui da. Ui ui trời. Ui tính ra mình định tiếp đất trên nóc nhà bác hơi gan. Mà nó cắm đầu vô cái ruộng luôn. Sợ thiệt. Rồi hỏi thăm sức khỏe bác hơi gan coi. Ai chà chà. Chưa hỏi thăm bác ấy nữa mà bác ấy cho mình đồ. Im vậy ta. Một khẩu này là khẩu. Ồ. Hydra 70 rocket bot. Cái này có công dụng gì không? Hình như cái này không có. Ồ nó có sức tấn công nè. Cái này về phải nghiên cứu lại mới được. Ngoài ra thì ngôi làng này chẳng còn cái nhà nào mà có rương á. Khá là đáng tiếc nha. Ê đây. Lúc giữa biển á mình cũng gặp 2-3 cái chỗ giống như vậy nè mà lười đáp quá. Mà sợ đáp phát lọt xuống giữa biển nữa thì nó lại càng tốn thời gian á nên mình không có ghé.
Ồ, ở dưới là ai đây? Ôi, ôi, ôi. Trời, thanh niên cầm súng bắn tẻ. Ờ, cầm súng bắn tẻ nè. Láo tét. Hú hồn chim én. Nữa nè. Một thanh niên cầm vé đấy. Đợi mình xíu. Mình sửa gọn hắn cho coi. Dám cà khẹ. Ui, bắn hụt. Ủa sao có bắn trúng đây? Này thì bắn nè. Rồi mình... mình không kịp đi rồi. Mạng đêm buông xuống rồi. Chết không. Ui ui, con xương. Xương đột biến ạ. Xương đột biến nè. Mình đã biết cách để mình lấy cơ thể của con xương này rồi. Đợi một xíu để mình tiêu diệt nó cho các bạn xem. Này thì xương nè. Đó, mình sẽ lượm cơ thể nó. Ui, lượm được cái đầu nó luôn rồi cơ. Quá trời xương của nó luôn. Lượm lẹ. Lượm cái chân đó nữa. Ui, nguy hiểm chưa? Ghé làng Hải Lan rồi. Không được, mình không thể bỏ mặc dân làng. Lỡ ghé rồi mình sẽ chiến đấu bảo vệ làng hết đêm nay ha. Trời ơi, cái bác đó không vô nhà đi. Vô nhà đi, tôi cover. Ui, không, chạy đi bác. Đó, các bạn thấy chưa? Chỉ gì ha, có mấy cái cục thuốc súng thôi. Mà phải mất một ngày, một đêm chứ, để bảo vệ làng nè. Lấy đồ của người ta mà không bảo vệ người ta thì kỳ lắm, mất uy tín. Gì đây nữa? Hết xương rồi, tới zombie đột biến. Trời ơi, nó đang chơi đồng bọn luôn cơ. Bắn cho nó nằm một đống luôn. Mình vẫn chưa vượt qua được đêm nay nữa. Sao cái đêm này dài quá à. Mình cảm giác cái đêm nay nó dài hơn mọi khi á. Trời ơi, zombie đột biến nó kéo lần hai con sao chịu nổi. Con lịch sử cũng không hết rồi, không lại rồi. Thằng này hai con một lượt. Giờ lại có thêm mấy con quái vật gì nữa đây. Con này nhìn giống con quỷ lửa. Ui, nó giống quỷ lửa thì nó bắn quả cầu lửa kìa. Mà quả cầu lửa này có thể gây mù lò nhá. Khó càng thêm khó rồi. Trời ơi, thanh niên mới cưa và zombie đột biến. Kèo này ai sẽ thắng đi. Ui, nó chọn xin á. Rồi luôn. Mấy cưa đã bị đánh bại rồi. Kèo này căng thiệt, gần hết một đêm rồi nè. Mình để mình gán. Đợi trời sáng rồi mình tổng kết coi dân làng còn sống bao nhiêu bác. Mình được đã vượt qua cái đêm này à. Nhưng mà có vẻ mấy bác dân làng thì không có vượt qua nổi hay sao. Kìa. Có bác bị cháy kìa. Mày phải bảo vệ dân làng được, chạy đi bác. Căng thiệt sự. Còn một bác. Ủa sao còn có bác vậy? Mình nhớ còn nhiều lắm mà. Hai bác. Ủa? Không, một bác thôi. Ở trong đây còn ai nữa vậy? Ui, trong đây. Ui, trong nhà thờ có zombie ăn thịt dân làng rồi. Ui, chả nhẽ cái làng này còn có một bác thôi. Hả? À. Rồi luôn, sao một đêm tan tành thì mình bảo vệ được một bác thôi à. Còn bác nào không lên tiếng đi. Cho tôi hay tin tức đi. Ui, hai bác. Ê, ít ra cũng còn được hai bác nha. Hai là số nhiều rồi. Được, không sao, thành công rồi. Tưởng nó không còn bác nào sống sót thì hơi toan. Thằng này thì có hai bác sống sót á. Đi, cất cánh lên đường tiếp thôi. Và ngoài ra thì mình còn gom được một ít cái bộ phận của con xương đột biến nè. Hehe, đầu. Rồi mấy cái xương chân các thứ rồi ha. Xương vai rồi. Xương sườn nữa. Cũng khá là ok, về nhà mình sẽ làm đồ liên quan tới nó. Còn giờ thì để mình cất cánh tiếp ra. Đáng lý ra là mình phải ghé lại nữa đó. Nhưng mà thôi, hồi nãy các bạn thấy đó, mình ghé ngôi làng nào là ngôi làng đó xác định đi luôn. Nên lần này thì mình sẽ không ghé làng nữa ha. Mình lo đi tới chỗ của căn biệt thự đi. Tập trung chuyên môn nè.
Nãy giờ thì xăng của mình nó giật được bao nhiêu à? À, gần hết xăng rồi nè. Chăm xăng vô. Hợp lý. Ui ui. Làng thì có thể không ghé, nhưng mà khu quân sự thì phải ghé nha. Mình phát hiện ở đây có một cái khu quân sự. Kìa máy bay cơ. Máy bay quân sự. Này thì máy bay quân sự. Máy bay quân sự 2 hit. 3 hit nè. Để coi mấy hit là bể máy bay quân sự. Lần này là mình có súng chuyên dụng rồi. Bắn nó hơi bị dính. 4 hit nè. 5 hit. 6 hit. 7 hit. 8 hit. Chỉ với 8 hit thôi là máy bay quân sự đó tan tành mây khói rồi. Ui nó nổ coi kìa. Ui cái máy bay nổ ra nhiều đồ thế. Thích phải. À, vậy mà mấy lần trước mình không kịp lượm. Ừ, được ấy nhờ. Hợp lý đấy. Rồi giờ thì vô khu quân sự quẩy tiếp không ta. Cái khu quân sự này nhìn có vẻ khác khu quân sự lần trước nè. Nhưng mà khá là nguy hiểm á. Trước mắt là cứ càng quét trước đi. Vô là vô à. Không có nói nhiều. Dân chơi nào sợ mới gọi. Vô đây càng. Càng vô đây. Dạ. Quân số của bọn chúng hơi đông nha. Hello bạn nhỏ. Ui nó cầm súng nó chĩa sau lưng mình luôn. Rồi vô nhà coi thử. Ủa trong nhà không có đồ. Oh my god. Cái gì? Mình không tìm thấy đồ trong khu quân sự. Không có rương luôn. À. Nguy hiểm mày. Cho một cái rương làm cổ đi nào. Không có bất kỳ một cái rương nào luôn á. Cây thì chứ. Chắc mình phải đập mấy cái thùng này để kiếm đồ rồi. Được. Đập thì đập. Ha. Có mấy khoan. Đập hơi bị nhanh. Lấy hết đồ luôn. Ui có AK các thứ kìa. Wow cái gì vậy? Dài thòn vậy. Lũ mìn các thứ đồ nè. Ghê thế nhờ. Rocket launcher. Ui mình nhặt được một cái rocket launcher vậy nè. Cái đạn thử coi. Wow cái này mình có. Mình mới nhặt được một khẩu bắn rocket nè. Ý bắn thử coi. Nhìn ạ. Xỉn cái này đi quậy được nè. Nạp đạn rocket vô. Rocket launcher bánh xác luôn. Hôm nay nhặt được đồ chơi mới. Nó sử dụng những cái rocket launcher này nè. Rocket này nè. Khá là dễ ha. Được đấy. Được của nó đấy. Cắt vô. Nó chỉ có mỗi cái chỗ này là có rương đồ thôi ha. Ngoài ra thì hết đồ xịn rồi. Thôi chắc đi tiếp thôi. Quẩy nét khu quân sự có được cái cây rocket này là cũng êm lắm rồi đó. Ui cái này mình có thể sử dụng những cái rocket nhưng mà nó có mang những cái đầu đạn hạt nhân nè. Khủng khiếp quá à. Trời ơi mơ mốt mình làm vũ khí hạt nhân chắc mình bắn xong cái tiệt chủng loài zombie luôn quá. Vậy thì tuyệt vời quá ha. Lại thêm một ngôi làng nữa. Thôi lần này thì mình sẽ làm người tốt mà chỉ bay ngang thôi á. Lướt qua đời nhau thôi. Chứ mình ghé vô là mấy bé dân làng lại khổ tiếp á. Biết rằng ghé vô là hên xui mình có đồ xịn nhưng mà thôi. Tốt nhất là cho dân làng cơ hội sống đi. Nhưng mà sao có vẻ mình bay ngang nhiều cái vùng sa mạc vậy ta. Ủa. Ồ cái này là cái kim tự tháp nè. Sao mà bỏ được. Phanh xuống liền. Đi. Vô kim tự tháp. Đừng vào đâu. Đây. Quẩy nát kim tự tháp nào. Ui có con rơi sẵn anh ơi. Lao tét. Trời mấy con kiến này. Đi ra đi. Nó đợi sẵn mình dưới kim tự tháp. Nó úp sọt mình cơ. Nhưng mà ai cho úp sọt.
Con nào sọt vô đây. Vô đây, vô đây. Mình đã đi rất là nhiều rồi. Đi kiểu đi xa quá nên thành ra thử. Giờ map mình nó bị lắc á. Zombie nó cứ cài giật á. Nè, 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 con này 100+ máu nè. Còn bị cài giật nữa sao mà khó chịu vậy. Khoan nó luôn. Rồi, đi xuống dưới, đi. Let's go. Từ từ chậm mà chắc. Nhanh xuống dưới nó nổi cho banh xác đó. Rồi. Có thêm TNT luôn, ngon. Về mình làm mấy cái rocket. À, có thêm sắt nữa nè, hợp lý. Ừ, chủ yếu là xuống đây mình lấy sắt các thứ rồi thôi, thước súng nữa. Khá là nhiều luôn. Đỡ bị săn Reaper đâu. Và ngoài ra thì còn có gì nữa không ta? Ồ, hết rồi, nó chẳng còn đồ xịn gì cả. Nó cài vậy cũng được. Thật ra cũng có thêm chút sắt. Ồ, có bom bay gì nữa nè. Thôi cái này lượm luôn đi, nhiều khi mới mốt. Nó là bộ phận cần thiết để mình làm tiếp mấy cái phương tiện xịn xịn về sau á. Ừ, bu bu lại đi, bu bu lại đi. Đúng rồi, bu bu lại, chùm chùm lại. Nè, chùm chùm lại đây. Đúng rồi. Mình tặng cho mấy tên này một viên gốc két. Cũng như là quà ra mắt nha. Nằm một đống liền. Sao mà đỡ được. Thôi đi 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 đi. Tiếp tục. A few moments later. Ê. Gì vậy? Ủa? Ủa? Ủa gì vậy? Ủa sao tự nhiên máy bay cắm đầu đây rồi? Ok. Ây à. Cứu 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 cứu. Ủa cái gì á? Ủa? Ủa là sao? Đó, tôi xong mình rồi. Ok, kìa kìa kìa, máy bay mình đây. Hú hồn. Ủa cái gì ấy? Đây rồi, đây rồi. Sợ thật. Thôi, không lái máy bay nữa đâu. Thích thiệt á, mình cũng muốn làm phi công lái máy bay lắm nhưng mà lái lắc máy quá chịu không nổi luôn. Thôi dẹp đi, dẹp vô trong. Chúng ta đổi sang bay bằng jetpack ha. Bay cũng khá là lẹ nhưng mà không trải nghiệm làm phi công được thôi. Kệ, không sao, miễn sao tới chỗ cái biệt thự là mừng rồi. Bay cũng được 2-3 ngày rồi chứ bộ, mà chưa thấy đâu hết. Cay ghê á. Ừ Điền mình cũng buồn hay ẩm theo bé bò đi chung cho vui ta. Ê bé bò đi. Đó. Đi khám phá ẩm theo bé bò. Đi chơi với anh với bé bò. Có người bảo quản liền. Trời, cái gì khó có lập lo nha. Đã gọi là đam mê thì gặp là phải vô. Đợi mình xíu. Bé bò đợi anh xíu nha cưng. Đam mê anh trỗi dậy rồi. Đi xuống đây kiếm thêm mới được. Rồi, đây chủ yếu là xuống dưới lấy TNT ha. Đồ free á. Ừ, lắc rồi thấy chưa. Ủa cái gì á. Ôi no 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 no. Trời. Thiệt luôn. Mới đập xong cái tấm áp lực. Cái nó lắc máy nó giật ngược lại. Gớt ngay tấm áp lực luôn. Hư gì chịu nổi không? Trời đất ơi. Không gì cây bằng cái cây này luôn á. Ôi trời ơi. Xém nữa là thành bò lạc rồi. Hết chuyện. Ủa rồi đi hướng nào tiếp ta? Hình như đi hướng này. Lần này thì không phải một khu quân sự nữa. Mà là cái khu mỏ. Lần trước mình cũng gặp khu mỏ nhưng mà tiếc là mình không có lấy được cái quặng á. Lần này thì thử coi. Ui lần này có đông vậy. Căng rồi nha. Mình sẽ bắn cái tên bắn tỉa ở trên trước. Ui ui, bài bắn khó trúng quá. Thấy chưa, thấy nó lắc ác chưa. Đơ luôn rồi, game mình đơ luôn rồi. Hello mấy cưng. Hello. Giờ nhìn kỹ thấy cũng đẹp trai lắm á nha. Mà sao lại làm lính bắn tỉa vậy. Ây da, ây da, nó lắc rồi. Bắn mẹ. Ui ui ui, coi coi. Ủa sao nó bắn mình được mà mình bắn nó không được. Mày thì chơi ăn gian. Ăn gian, chơi ăn gian hả. Chơi lắc kỳ cục à. Nó bắn mình được mình bắn nó không được. Lắc kỳ cục.
ôi da, sao mấy tên này bắn súng xịn vậy, bắn quá trời đau à, ghê thiệt. Ồ nè, the cluster gì nè, cái hiếu mà mình đào không được, tức cái lồng ngực gì đó. Mình có mấy khoan xịn sò con bò mà, khoan muốn hư cái mũi khoan luôn. Mà không lấy được là không lấy được ha. Ừ lấy, nhiều khi lấy rocket bắn thì sao. Hoài nó cứng lắm, rocket bắn không xi nhê. Súng cũng vậy luôn. Hình như sắp tới rồi đó, hình như sắp tới rồi đó. Nếu như mà chị Google không sai thì tầm... Ủa? Tới luôn nè. Ồ oh. Ừ, tới luôn, tới luôn. Chị thì tuyệt vời quá. Ui, bé bò ơi, cưng gặp bạn rồi nè. Ra chơi với bạn đi. Trời đất ơi, ẩm bé bò thấy chưa. Mình biết ngay mà, có bạn bé bò đợi. Dẫn bé bò lên đây gặp bạn đó. Ghê ghê, bé bò sướng nha. Có bạn chơi rồi, mình có mình à. Ui, hay là ẩm thanh niên này về cho chung ta. Ẩm thanh niên này được không? Không ẩm được. Cay quá. Thôi giờ thì mình đã gặp được cái biệt thự trong rừng á. Để coi coi trong biệt thự nó an toàn không. Ví dụ mà biệt thự nó an toàn hơn cái nhà mình, chắc mình về qua biệt thự mình ở luôn á. Né dùm bay là chính thôi. Cổng vào. Đây đây, cổng vào đây. Ui chà chà. Được được cái nhờ. Đã nha, trong đây chắc cũng nhiều gương bị giấu đây. Mình tò mò thử coi. Wow wow wow. Oh, nó có giấu một cái rương, chứ một cái rìu sắt. Trời đất ơi, tưởng đâu giấu gì khủng khiếp lắm. Giờ chúng ta tới căn phòng rương. Và trong căn phòng rương này thì đương nhiên mấy cái rương này không có đồ đâu ha. Cái này thì mình hay gặp nè. Hai căn phòng chứa rương một lượt. Có quán gia, quán gia. Bình tĩnh nào. Trời ơi. Ồ mà khác một chút là cái căn phòng chứa rương này nó nhỏ hơn á. Bên đây là phòng chứa rương, mấy cái rương đôi đúng không? Bên đây là mấy căn phòng chứa rương nhỏ thôi. Có sự khác biệt. Wow. Ui. Trong đây còn có căn phòng làm bức tượng của mấy tên Billiger nữa nè. Giờ thì lên tầng 2. Khám phá lẹ nào. Tầng 2 cũng khá là căng thẳng đó. Từ từ bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Hung hăng vậy. Ủa mấy căn phòng này thì không có rương rồi. Ui nó không có đầu kìa. Gì dạ. Quá trời map mình lắc rồi. Cái map mình nó lắc tới cái gì luôn rồi. Tên quán gia không không có cái mình chứ, chỉ có thấy cái đầu thôi à. Ghê quá đi. Map gì mà lắc quá trời quá đất rồi. Ui. À có cái tên pháp sư kìa. Tên này cho mình bật tổ trường sinh á. Rồi được chưa, được chưa. Ui hắn đầu thế. Đấy rồi, mình có Phật tổ trường sinh. Im im, có thêm một mạng. Rồi, đây là thư viện á. Ui kìa. Ây da da. Ui. Gì đâu mà đi. Trong cắm đầu xuống đất nữa vậy. Ui nãy giờ mình thấy quá trời hiện tượng lạ luôn rồi đó. Map lắc ghê quá. A few moments later. Và các bạn có thấy cái điều gì lạ lạ không? Là phía trong của cái biệt thự nó không hề có zombie. Lâu lâu thì có quản gia thôi chứ không có zombie nhiều như ngoài. Suy cho cùng là cái chỗ bên trong biệt thự là một nơi đáng để sống nha. Rồi tìm ra một địa điểm lý tưởng để sống rồi. À bé bò. Hên quá, bé bò của mình vẫn còn. Thôi không cho bé bò ấy nữa. Mình cất bé bò trong cái lasso ha. Hồi nãy đi mình cũng có ghé làng mình làm mấy cái lasso. Cũng đỡ. Đỡ phải ẩm á. Chứ giờ ẩm đi về hơi đuối á. Rồi mình đã đánh dấu được cái chỗ biệt thự này rồi. Giờ chắc chúng ta đi về thôi. Trời ơi chuyến đi này hơi dài nha. Đây, bò lẹ.
như bé Ripper ha. Chơi chung nhau đi, đỡ buồn. Ơi, mong muốn rằng trong thời gian sắp tới mình sẽ nghiên cứu để làm ra những bộ giáp xịn hơn, giúp mình có thể chống lại tầm một đàn zombie mà không có bị xi nhê ha. Kiểu kiểu gần gần bất tử á, kiểu kiểu vậy. Cho nó chiến. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày khám phá kế tiếp cùng với Phi Công Lộc ha. Còn bây giờ thì bye bye.